Không giống như những vụ biểu tình trước đây thì lần này với tình hình bất ổn tại thành phố Bangkok ngay sau vụ đánh bom vào tối ngày 17 tháng 8 đã khiến cho du khách Việt Nam nói riêng và du khách nước ngoài nói chung có chút lo lắng. Mặc dù chưa có con số thống kê chính thức, song theo các hãng hàng không và các công ty du lịch, đó chính là nguyên nhân khiến số lượng khách du lịch hủy hay chuyển đổi tour du lịch sang Thái Lan đang ngày càng tăng cao. Nếu như thời gian trước đây, hàng tháng công ty Bến Thành Tourist đưa vài trăm du khách sang Thái, thì nay không còn ai dám đăng ký tuyến du lịch này. Công ty cũng chủ động hủy các tuyến để đảm bảo an toàn cho du khách. Du lịch Bến Thành chi nhánh ngoài Hà Nội thì trước mắt thì chúng tôi đã bị hủy 4 đoàn, còn lại 1-2 đoàn có thể người ta lịch xa hơn một chút thì sẽ có cái chuyển hướng. Thì cái việc này ấy là rõ ràng là nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái tình hình thị trường. Ngoài việc khuyến cáo tạm dừng sang Thái Lan du lịch, đối với những hành khách đã đăng ký và đặt cọc trước đó, nếu muốn hủy tour đều được hoàn trả lại tiền. Thì chúng tôi cũng tạo hết điều kiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là một cái sự cái biến cố bất khả kháng về phía hàng không, hoặc là những đối tác tại Bangkok cũng có cái sự hỗ trợ tối đa để tạo điều kiện cho khách hàng ngoài cái chương trình có thể điều chỉnh phù hợp với lại cái nhu cầu, hoặc có thể thay thế bằng những cái sản phẩm khác để khách, những khách mà đã có cái kế hoạch đi du lịch trong năm thì có thể lựa chọn bằng những cái sản phẩm thay thế khác. Hiện tại cũng có nhiều du khách Việt Nam chưa kết thúc tour du lịch của mình. Các công ty lữ hành cũng đã có những phương án đảm bảo an toàn cho du khách. Tính đến thời điểm này thì cái lượng khách của Sài Gòn Tourist đi Thái Lan thì đã về nước an toàn. Thì hiện nay cũng có một số đoàn vẫn còn đang ở trên Thái Lan. Thì ngay sau khi có cái biến cố thì chúng tôi đã cập nhật kịp thời những cái thông tin từ nhân sự thường trú của Sài Gòn Tourist tại Bangkok. Thì chúng tôi cũng đã thay đổi cái lộ trình và đến những cái điểm mà an toàn và cũng tránh những cái điểm nhạy cảm. Đấy thì chúng tôi cũng đã có một cái khuyến cáo và sẽ đi vào những cái thời điểm nó thích hợp hơn. Hiện các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục phối hợp với đối tác, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Thái Lan để cập nhật thông tin và có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng khuyến cáo du khách không nên đến những nơi nguy hiểm, nơi đông người có nguy cơ rủi ro cao.